Hello anh em, tự nhiên bên đây ngồi rảnh quá cái mở kênh YouTube của mình lên coi. Đây, kênh An LA ha. Kéo coi bữa giờ mình làm cái gì. Xong rồi kéo mãi tới nửa năm luôn, tức là 6 tháng trước luôn á. Coi bữa giờ mình làm cái gì, mình quay cái gì. Mình quay về BG1 nè, mình quay Vario nè, mình quay CAB nè, mình quay VKR 155 làm 63 trên BT rồi ha. Xong rồi mình quay tới AD150 rồi nhiều nhất là mấy cái xe BG1 này nè. Là mấy xe BG1 này cái riết cái thấy thiếu gì á. Quên một cái dòng xe mà anh em cũng hay chơi dữ lắm. Mà dạo này anh em chơi xe 2 van nhiều quá cái thành ra quên cái dòng xe đó luôn. Đây. Thiếu 4 số. 4 số 2010 nha mọi người. Ủa không phải. Này không phải 2010 nữa, này đời trước luôn. 4 số con tự động và hai kính nha. Hai kính là uy tín rồi nha. Và cái xe này là một cái xe đối với An nó hết sức đặc biệt. Đặc biệt ở đây á là không phải là một cái xe dọn mới len keng, cũng không phải là một cái xe quá nhiều đồ chơi xịn sò, cũng không phải là một cái xe ồn ào quá mạnh mẽ gì ở đây, mà đặc biệt là anh chủ xe hết sức bình thường. Một cái xe zin nguyên bản từ trước tới giờ luôn. Nói chung bề ngoài có sao để y chang như vậy luôn. Và bây giờ tới An để làm full lại phần máy và chỉnh chu lại cái phần dàn chân, còn toàn bộ bề ngoài á để nguyên zin hết, để nhìn cho nó thiệt bèo nhèo, thiệt bình thường á, không ai quan tâm tới. Và bèo nhèo như thế nào á thì bây giờ bắt đầu dẫn các bạn đi tham quan ha. Anh em nhìn từ cái góc độ xa như thế này thì thấy đây là một cái xe nó cũng khá là liền lạc, khá là keng, nhưng mà khi lại gần á thì anh em sẽ nhận ra được cái sự phai nhòa theo thời gian, những vết trầy trên dàn áo nè. Và cái màu của cái xe này á, không phải là cái màu nó nhạt nhạt như thế này đâu anh em. Lúc đầu nó rất là tươi, nó rất là bóng bẩy, nhưng mà thời gian nó bào mòn tất cả. Đây, màu bây giờ á, nó cứ nhạt nhòa, nhìn nó chán chán và nhìn nó phèn phèn, nó bèo bèo á. Xong rồi đi ra phía sau chút xíu. Phía sau chút xíu thì chúng ta có một cái dàn nhựa nhám. Đây, quằn quại chi chít những cái chi tiết trầy và cạo nhẹ. Trời ơi anh em nào mà đi xe cũ lâu là biết máy này dữ lắm. Đây, nó tới dữ lắm rồi. Đây là nếu mà những anh em nào mà kỹ xe xíu là sẽ rất là khó chịu về cái phần này. Khi mà dọn xe là thay mới, mấy cái này là chỉ có thay mới toàn bộ thôi. Và anh em nhìn bộ tem nè. Bộ tem này là đúng là tem zin từ đó tới giờ luôn, từ hồi mua xe tới giờ tem sao là nó y chang vậy luôn á. Và cái phần tay dắt cũng y chang như vậy luôn. Đó. Xong rồi xích xuống phần máy nè. Đây, nước sơn zin luôn nha. Nước sơn màu bạc zin của đúng đời xe luôn, tất cả mọi thứ đều zin. Oppo chày. Và không còn sự bóng bẩy của inox đây nữa, mà cái sự gọi là nó xấu xí, sần sùi, bô chày. Dưới đây, hao mòn, tất cả đều là zin hết. Và anh em à, coi cái sự thực dụng trong sử dụng hàng ngày nè. Ba ga này là có cụm dây cao su. Cái dây này là chắc là của ảnh, là ảnh hay gọi là kẹp áo mưa vô. Xe sử dụng hàng ngày nha. Xe sử dụng hàng ngày thì mới có những cái như thế này. Xong rồi đi qua tới mặt bên này. Anh em nhìn cái phần cạc te, phần nhựa cạc te che sơn nè. Bây giờ ra đường á mà kiếm đỏ mắt mới thấy được một người mà gắn full bộ như thế này. Tức là lâu lâu luôn tự nhiên nhìn thấy có một cái xe mà gắn full như thế này là anh thấy là lạ luôn á. Nhìn chi tiết này lạ luôn. Bây giờ 10 xe ra đường, 10 xe chắc mới có một xe mà gắn full bộ như thế này. 10 xe thì ít quá, chắc cả 100 xe mới có một anh mà gắn full như thế này. Và cái bộ này cũng là bộ zin giống như là những cái chi tiết khác luôn. Từng con ốc, từng cái lông đền ở đây. Đi vòng vòng coi nãy giờ chắc anh em nghĩ là cái xe này chưa làm gì hết. Thì ra làm rồi, làm xong hết rồi. Bây giờ là anh ra review và test drive cho anh em thôi. Làm xong rồi nó vậy đó hả. Đơn giản là tại vì anh làm trong phần máy. Và những cái cốt lõi cần thiết nhất liên quan tới dàn chân, liên quan tới cảm giác chạy, cảm giác lái, làm sao cho nó ngon, nó mượt, nó ok, nó an toàn. Còn về cái phần hình thức bỏ qua, không quan trọng. Để nguyên những cái vết sẹo thời gian để nguyên vậy. Nói chung là đó cũng là một cái kỷ niệm, một cái cách chơi của ảnh. Rồi, thì cái phần máy của xe này là anh đã nâng cấp về cái cấu hình 62 gen zin. 62 gen zin đầu zin làm lên và sử dụng bô zin móc. Thì cái cấu hình này An cũng đã review rất là nhiều lần trên những cái video khác rồi. Và tại vì là chiếc 4 số đó là An ráp lại hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ để cho anh em coi đồ
một cái máy 62 Gen Gen nó có những món gì bên trong á, thì An sẽ mượn một chiếc xe khác. Một chiếc xe khác nha, cũng là xe thăng cơ, cũng là 135, nhưng mà cái xe này là xe 5 số. Nhưng mà về cơ bản á, thì toàn bộ những thứ mà An làm nó y chang nhau hết. Thì đây là một cái lốc của xe 5 số. Đối với xe 5 số khi mà nâng cấp lên 62 á, thì chúng ta bỏ cái lồng vô là cái lỗ lốc này nó vừa luôn. Nhưng mà còn đối với xe 4 số thì chúng ta phải móc lốc ra ha, làm cho cái lỗ này bự ra hơn tí xíu thì mới chọt cái lồng 62 vô vừa. Cái lốc này thì chúng ta sẽ thay full mặt đằng máy trong đây. Lốc này là An đã xử lý rồi, rửa sạch sẽ hết trơn rồi. Toàn bộ bạc đằng máy là cũng đã lấy ra rồi ha, bạc đằng máy lấy ra hết trơn rồi, bạc đằng máy, bạc đằng dên. Thì bạc đằng máy chúng ta sẽ thay full bạc đằng máy HKF. HKF đâu? HKF là cái bộ này ha, là cái bộ mà An đã chuẩn bị ở đây. Bao gồm những cái bạc đạn trong cái bụng máy, rồi những cái bạc đạn cam thì có hai cái, một cái bạc đạn lớn, một cái bạc đạn nhỏ như thế này. Còn đối với phần dên thì chúng ta sẽ thay tay dên, to hơn dên dên nha, to hơn tay dên dên, chất lượng hơn tay dên dên, để đảm bảo cái độ ổn định, cái độ bền đi cho một cái cấu hình lớn hơn, hiệu năng hơn 62. Và khi mà làm dên như vậy thì chúng ta cũng chấm tích lại, chấm tích hai cái đầu ắc như thế này, để giảm cái tình trạng xoay máy dên, giảm thôi nha, chứ nó không thể chống hoàn toàn 100% cái việc xoay máy dên ở đây. Và kèm theo đó là ở đây có cái bạc đạn dên VT, bạc đạn máy là bạc đạn HGF. Còn bạc đạn dên thì những cái xe ở đây ăn đều sử dụng bạc đạn dên VT hết, một cái bên này và một cái ở phía mặt bên kia của cái phần dên đó, bạc đạn dên VT. Cái này anh em có thể mua về, nếu mà anh em ráp xe ở nhà anh em cũng có thể mua về trên kênh Shopee hoặc là TikTok của An đều có những cái sản phẩm như này. Đây, đây là cái tay dên zin nè, sẵn cho anh em coi cái tay dên zin luôn. Đây là tay dên đồ chơi với lại một cái tay dên zin đó. Anh em thấy nó lệch size dữ không? Nó to hơn chắc khoảng gấp rưỡi so với lại tay dên zin. Rồi, xong cái phần bụng máy này mô tả nhanh thôi. Tại vì lúc trước thì An cũng đã review về những cái cấu hình này rất là nhiều lần cho anh em rồi. Lồng trái chúng ta sẽ sử dụng lồng trái 62 BT. Đây, mở kinh 62, mở kinh là xe tơ 150 rồi đó. Thì tất nhiên là sử dụng chung với là xe tơ 135 luôn. Đó là lồng kiến, lồng kiến BT, rất là chất lượng ha. Cái chất lượng kiến của BT thì khỏi phải bàn rồi. Đây, và đi với cái lồng BT tất nhiên là sẽ kèm theo piston BT. Piston này là được móc mắt sẵn nha, móc mắt sẵn từ bên nhà máy Indonesia luôn. Và còn những anh em nào mà thích mà custom theo cái ý của mình á, thì anh em có thể mua piston 62 nguyên. Cái tông 62 nguyên tức là đầu cao chưa móc mắt gì hết, về anh em tự vớt lại. Còn cái này thì vớt hoàn chỉnh rồi, đi cho cái đầu số bắp 19-22. Cái tông nén BT ác 14. Lòng trái và dĩ nhiên cái lòng thì sẽ kèm theo cái bộ ron. Bộ ron trong đây. Bộ ron này bỏ qua. Rồi, cái phần đầu á, cái phần đầu thì chúng ta sẽ đi đầu zin làm lên. Đây là cái đầu zin đã được xoáy miệng lên số bắp 19-22 và làm hoàn thiện rồi. Móc hút xả nè, móc xả đường hút đường xả nhìn rất là láng bóng, rất đẹp, rất sạch sẽ ở đây. Anh em coi đường hút đường xả nè. Và phần chảo cũng đã hoàn thiện rồi nè. Cái phần này là chỉ vô máy là ráp thôi, chứ không cần phải canh chỉnh gì thêm. Và đường xả cũng tương tự như vậy, số bắp 19-22. Mài mặt rồi, sạch sẽ rồi. Trong cái đầu này chúng ta sẽ đi cái bộ cam và lò xe đầu BT. Những cái cam, những cái xe mà gọi là bô êm, bình nhỏ bô êm á, thì nên đi những mẫu cam R. Những mẫu cam R của BT đây, cái xe này sẽ sử dụng mẫu cam R8. Xe chiếc 5 số này với lại chiếc 4 số kia đều sử dụng chung mẫu cam R8 này luôn. Rồi lò xe đầu BT Oval. Những cái này thì quá quen thuộc rồi. Rồi bên cạnh đó thì cái phần nồi của xe này cũng sẽ được thay full cái bộ lá bố và lò xe nồi BT là cái này. Rồi đây là một bịch những cái món đồ zin hãng. Ví dụ như Ford Sup Bắp, rồi Ford bơm nước, rồi cánh quạt, rồi lọc nhớt, rồi sơn cam, rồi Ford, rồi ốc chỉnh cò, ốc tán cò, cái thứ rất là đều ở đây. Tất cả này đều sử dụng đồ zin hãng. Rồi xong những đóng bên trong, ra bên ngoài thì chiếc xe này và chiếc xe 4 số đó đều sử dụng cái bình xăng ga dẹp 30, bình BT nha, ga dẹp 30, rồi ICBT Smartlit. Bên cạnh đó là bảo trì dàn chân, tức là làm phục lại, phục hồi phục lại, hạ phục xuống 2 phần. Tại vì zin của những cái xe này á, thì cái phần này rất là cao, cái đầu nó khá là nhõng, nên là hạ xuống 2 phân để đảm bảo gọi là cái hiệu năng khi mà chạy một cái cấu hình nó mạnh hơn zin. Rồi làm chén cổ lại, khắc phục cái tiếng kêu cụp cụp chẳng ba. Xong rồi kiểm tra điện đóm, gắn thêm một cái đèn bi cầu mini, tức là gắn như zin trong cái chó này nha. Rất là ít khi thấy những cái xe 4 số
mà sử dụng cái chói lớn như thế này, đa số là anh em xuống đầu đèn nhỏ không à. Tại vì đầu đèn nhỏ thì cái quan niệm của anh em nhìn nó sẽ nó ngầu hơn, và đúng thiệt ai cũng thấy nó ngầu hơn. Còn đi cái đầu đèn này thì nó hơi ngáo ngáo, đầu bự quá, cái chói đèn bự quá. Tiếp theo là thay một cái dĩa thắng mới, tại vì không cần hình thức, không cần kiểu cò này kia, nên là anh cũng thay lại cái dĩa thắng zin 4 lỗ, và cũng không cần dĩa bông luôn nha. Heo dầu là vệ sinh sạch sẽ nè, lấy bít tông ra vệ sinh, thay phốt, rồi thay bố thắng trong đây, thay dầu thắng, cơm thắng. Cơm thắng này đáng lẽ là thay luôn, nhưng mà thôi, nó còn gọi là nó ngay thẳng, chứ chày chày này xíu không sao đâu, nó cũng đồng bộ với lại mấy cái này, để nguyên. Những vết chày này đồng bộ với nhau hết đó. Xong rồi cái bao tay tăng cảm giác cầm nắm hơn, chặt hơn. Một cái cầm Uma và đi một cái dây ga Sirius vào cái bình xăng BWK 30, rồi gù inox. Xong rồi mấy cái nút á, mấy nút cùng công tắc này nè, đi lâu nó cũng bị hư bị đơ á. Xong rồi ăn thay cái NVX vô, bóp cái này thì tất nhiên nó êm hơn rồi ha, bóp êm hơn rất là nhiều. Và chuyển sang điện bình luôn nha, lên sạc lớn chuyển điện bình luôn. Rồi phía sau là thay nhông sinh dĩa nè, rồi thay dẫn một cặp vỏ trước sau, rồi thay full bạc đạn cái mâm này, bạc đạn cùi dĩa, rồi một cái phuộc nó đỡ bị nảy nảy hơn, tức là phuộc zin mà đi lâu mà chạy tốc độ cao á là sẽ tưng dữ lắm và nó không có đầm, tóm lại nó không có đầm, thì thay một cái phuộc mới. Ở đằng trước cũng thay bạc đạn mâm luôn nha. Nè công tơ mét này nó không chạy nên là ăn thay một cái chụp công tơ mét mới, rồi một cái dây công tơ mét mới. Đây nữa, thay cao su gắt chân nữa. Rồi mấy cái này, cái khung này, cái gọng này nó bị cong, chân chống bị nghiêng, tất cả thứ là đều uốn lại cho nó ngay ngắn hết rồi. Đây còn cái này nữa nè, cái phần yên này á, là An đã bọc lại rồi, không có thay nệm nha, cái nệm vẫn còn ok, nên là An chỉ thay cái da làm sao cho nó ngồi gọi là nó thoải mái hơn, nó dính cái mông hơn. Chứ còn cái yên zin á, cái da zin của nó rất là trượt, đi lâu nó còn dễ trượt hơn nữa, ngồi không thoải mái. Thay nè cái chùm chìa khóa là nó cũng rất là bình thường, rất là hàng ngày luôn, khóa nhà, khóa két sắt, rồi khóa lớn, khóa nhỏ. Ê, cái chìa này nó hay rớt lắm nha, chìa này cẩn thận đấy. Nó còn zin, nó không có bị rớt giống như mấy xe khác nhìn mấy cái đó là lần rồi. Thôi để kẹp vô cho chắc, chứ tôi sợ quá nó công đợi nổ khóa. Rồi vậy đi, đó, bấm ép là lên, bấm ép. Xe nhìn bèo nhèo, nhìn hiền vậy chứ nổ bô lên cái hết hồn, nổ bô lên cái hết hiền luôn. Đó, kéo ót liền. Rồi đó, anh em nghe tiếng đặc trưng của 4 số chưa? Anh em nghe tiếng đặc trưng của 135 chưa? Đó, nó xịt. Xong rồi nó còn kẹt nữa, không phải cạch ở trong cái trái ga nè. Rồi xuống sát vô mới nghe. Bình xăng ga dẹp nên nó kêu vậy đó. Hơi lách cách nha. Còn tiếng bô đít 32 lận. Lưới 46 đít 32. Cổ 32, máy thì thầm. Trời ơi nó êm. Ôi dây rút, nhận áo bể chơi cột dây rút luôn rồi. Nè, 2-3 đề, rất là dễ đề. Một cái xăng cơ chuẩn chỉnh ngon lành, không côn nha, côn tự động nha. Lâu lắm rồi mới chạy, lâu lắm rồi mới lại ôm lại cảm giác nửa năm rồi. An còn quên nói chi là anh em. Tao nói không test drive ha, mấy cái video mà không test drive ha bị anh em quở hoài, anh em cũng thông cảm đi. Dạo này cũng khó khăn lắm, họ thấy chưa, thấy có cảm giác chưa, thấy nó dịch như cái cách mà An nói chưa. Đi đằng sau có cái mô tô, trời ơi. Hai ký này đúng dài luôn á, 4 số mà đi 2 ký này nó luồn lách, nó quẹt khó chịu quá.
mà hai kiến viên cũng không phải vậy đâu, kiến này kiến ẹt tới 150 hay gì á, nên là nó mới dài vậy á. Cái xe này là cũng tiệm cận với cái mà anh em hay gọi là bình nhỏ bô êm. Cái này là tiệm cận thôi chứ cũng chưa thật sự là nhỏ và chưa thực sự là êm lắm. Bình nó 30 ga dẹp, dispo 32 lận. Còn người ta dispo mà êm á là phải cỡ 28 là dip riêng. Và một cái xe như thế này ra đường thì thực sự là như nãy giờ anh nói tới nó lùi nhiều rồi, chả nhìn đâu nhìn nó bèo nhè quá. Nhưng mà về hiệu năng của nó là đáng phải dòm. Đó. Anh nghĩ là một ga như vậy là thôi anh em cũng có thể hiểu được, cảm nhận được cái sức hút của cái xe 4 số con tự động 62ZZ này rồi. Ai gọi vậy? BG1 gọi, BG1 và màu xanh hồi nãy gọi. Chắc gọi hối xe. Từ từ, để test rồi đã. Ôi dồi ôi, nó giật. Thôi chạy đều đều bình thường giống ta coi. Rồi, ở bình thường rồi đó. Êm nha. Rất là êm, rất là tròn ga. Nói cứ chạy riêu vậy ai nói gì không, ra đường cứ giật chi rồi rồi bị dịnh. Ê, Subaru Forester giống ai nè. Đó, kiến dài quá, luồn giữa mấy xe hơi cũng mệt nữa, luồn phải đi chậm lại luồn mới được. Ra xe nha. Ra xe. Đi. Quá dữ luôn. Đồng hồ nhanh ghê luôn, đóng cái đồng hồ lên 140 luôn. Mà anh cảm nhận cỡ đó chắc mới có gọi là 90% mà. Đúng là ảo lòi đồng hồ 4 số. Rồi, rồi sao đứt luôn rồi. Rồi xong báo luôn, mới kéo lên 140 đứt đồng hồ luôn rồi. Xíu nữa về phải tháo nhông ra kiểm tra lại nữa rồi. Mới thay bộ nhông mới, dây công tơ mét mới. Nó lên nữa rồi kìa. Vậy là cái xe này là phải chạy nhanh đồng hồ mới lên. Thì nó bình thường lại rồi, rồi, ok. Nó là đẳng cấp của 4 số con tự động thì không còn gì phải bàn cãi quá nhiều ở đây nữa. Quá nhanh, quá lẹ. Và như nãy anh em để ý anh kéo lên á, đâu có hộp chỗ nào đúng không? Gần tròn ga rồi đó, gần cỡ FI rồi đó. Và cái dàn chân mà anh build lại á, anh em thấy không? Cũng là dàn chân zin thôi, cũng không có gì xịn sò quá. Làm dán cổ phụ, kiểm tra mặt đạn, rồi thay bố thắng, rồi gì nữa, nhông xin dĩa, rồi thay vỏ thôi chứ có làm gì đâu. Nhưng mà khi cầm ở 140 đồng hồ, hồi nãy là anh vẫn thấy ok á, còn lên được nữa, nhưng mà nhanh quá sợ, lâu quá không chạy nhanh sợ. Với cái nhu cầu sử dụng hàng ngày thì anh nghĩ là như là đủ rồi, như là đủ với lại anh Quang ở Lâm Đồng rồi. Nói thiệt với anh em là test drive những cái xe như thế này á, anh thật sự là hứng thú hơn, thích hơn là chạy một cái xe nó quá xịn sò, hay là những cái xe nó quá kiểu cách, gấp dài, làm âm CNC này nọ là anh thường từ chối lắm, anh ít test drive những cái xe như vậy lắm.
Tại vì một cái xe mà cái dàn chân mình build ra thì mình hiểu nó như thế nào, mình cảm giác được nó, nói chung là mình điều khiển thoải mái, mình xử lý được tình huống và nó không quá nổi bật khi mà đi ngoài đường thì nó cũng tự tin hơn. Hai kính vẫn là uy tín ha. Và anh cũng rất là thích cái cách chơi của anh chủ xe này, đơn giản, hiệu năng về phần máy, về dàn chân. Và anh em nào có nhu cầu làm những cái xe như vậy thì cứ inbox cho anh qua số điện thoại 0933 200 422 và nhớ bấm like, subscribe kênh YouTube của anh em nha mọi người. Bye bye anh em.